Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay anh em đoán xem hôm nay là mình sẽ review cho anh em về cây gì đây. Em thử đoán thử xem đây là cây gì. Đố anh em đoán được. Đây là đá của cây gì? Đố anh em biết đấy. Nhìn có vẻ rất là quen thuộc đúng không anh em? Em đoán thử xem, giống cây thông đúng không? Nhưng mà không phải, không bao giờ phải cây thông anh em ạ. Không phải cây thông anh em này. Đố anh em biết đây là cây gì? Đố anh em đoán rồi. Anh em đoán thử xem đây là cây gì? Ai đoán đúng mình sẽ thưởng 500 đồng, 500 Việt Nam đồng luôn. Thưởng nóng luôn, không phải là 500 đô đâu, 500 Việt Nam đồng thôi nhá, mình không có tiền đâu. Tiền thưởng tiền Việt thôi. 500 nhá, 500 luôn, 5 lít. Ok cho anh em. 5 lít. Mình thưởng 5 lít luôn. 500 luôn. Ok chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ bật mí cho anh em đó là cây. Đây là lá cây xoan anh em ạ. Như lá của cây xoan non anh em nhé. Thì nó mới có thể xanh như này. Nó xanh và nó có mềm mềm như thế này anh em ạ. Chỉ lá cây già nó sẽ không bao giờ nó như thế này đâu anh em ạ. Đó, thì đó. Để tiếp tục là mình cho anh em thấy thật kỹ về nó. Ở đây là toàn bộ cấu tạo của nó. Đó, cái lá về là ngâm thuốc uống thì khỏi ho luôn anh em ạ. Cái lá này về anh em ngâm ngâm với mật ong và chanh thì cũng là chấm hết. Một bài toán trị ho thì nó cũng phải gọi là tuyệt vời anh em ạ. Rất là uy tín luôn. Mình đã thử rất nhiều anh em ạ. Anh em nên lấy về và dùng thử anh em nhé. Đó. Thì đó là toàn bộ những cái điều ok nhất là mình muốn nói cho anh em biết. Anh em thấy ok cho anh em? Lại quá là uy tín chứ còn gì nữa đúng không? Đó. Đó. Anh thấy ok chưa? Ok thì không để lại cho mình một like và một subscribe đi anh em. Đó. Anh em nên lấy về dùng thử nha anh em nhé. Lấy về anh em ngâm với mật ong với chanh tầm khoảng 1 tháng, 2 tháng, cùng ngâm càng lâu, còn dùng ngâm càng lâu dùng càng tốt anh em ạ. Nhưng mà ít nhất phải 1 tháng anh em mới dùng được, tại vì để nó ngâm ra nó thải hết những cái chất dinh dưỡng các thứ ra, anh em uống mới có tác dụng, chứ anh uống ngay thì không có tác dụng đâu anh em nhé. Đó, thì đó là tác dụng của chiếc lá chanh này anh em ạ, à lá lá xoan này anh em ạ. Đó. Đây nhá anh em nhá. Lá xoan thì rất là ok luôn anh ạ. Rất là ok luôn anh em nhá. Thì đó là toàn bộ những cái gọi là overnight anh em ạ. Đó. Chiếc lá xoan của mình. Rất là ok luôn anh em ạ. Đó, em thấy ok chưa? Một chiếc lá xoan quá là tuyệt vời, quá là dô mốt anh em ạ. Rất là uy tín luôn nha. Đó. Đấy. Ok cho anh em. Rất là ok luôn nha. Ok chưa? Đó. Chiếc lá xoan có thể làm cái cồi chổi cọ. Đấy, những cái lá da có thể làm chổi cọ rất là sạch anh em nhé. Anh em nhìn này. Đó, thấy chưa? Chổi cọ rất là sạch rồi anh em nhé. Đó. Em thấy ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Rất là ok luôn nha các bạn nhé. Đó. Rất là ok luôn nha. Thì ok cho anh em. Rất là ok nhé. Đó. Rồi, tất cả những điều nói với anh em hôm nay. Thấy chưa em, lá xoan anh em nhé. Mình sẽ quay cho anh em quay thật là kỹ về này, tận cảnh của nó này. Đó, ok cho anh em. Đây là lá xoan anh em nhé. Nhờ luôn. Đó anh em ạ. Thì đó, video mình đã dài, mình xin kết thúc video ở đây nha. Nếu các bạn thấy hay
nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.